khán giả kênh bóng đá các bạn thân mến, tôi đang mặt tại Bangkok và trong clip video hôm nay thì sẽ gửi đến các bạn những ngày của Việt Nam có mặt tại Bangkok chuẩn bị cho trận chung kết lượt về sẽ được diễn ra cách đây 2 ngày và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh mà tôi sẽ gửi đến các bạn. Dũng Quang Hải đã xuất hiện đầu tiên. Cầu thủ đang tỏ ra khá mệt mỏi sau. Tuấn Hải và Tài Linh. Đức Công Duy. Phạm Văn Đức, Hồ Tuấn Tài, Hoàng Việt Anh. Những bước di chuyển rất nhanh, rất vội với mình Quang Sơ. Cầu thủ chỉ kịp ăn trưa. Ra bên ngoài luôn. Đây, đây. Mệt không anh? Cầu thủ sẽ di chuyển về khách sạn và thay đồ ngay lập tức ra sân tập để chuẩn bị cho buổi tập được dự kiến vào lúc 16 giờ. Văn Thanh, người lập siêu phẩm, cũng hòa 2-2 trong trận đấu ngày hôm qua.